Có cái này, mình muốn chia sẻ với mọi người là năm nay mình 27 tuổi rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình đặt chân vào Sài Gòn cả. Hồi còn đi du học ở Nhật thì cứ mỗi lần nghỉ mình sẽ tranh thủ đi một đâu đấy, chơi khắp nơi ở đất nước Nhật luôn. Nhưng mà ở Việt Nam thì Hà Nội cách Sài Gòn có 2 tiếng máy bay thôi, nhưng mà mình lại chưa bao giờ đi cả. Nghĩ lại thì từ lúc đến nước đến giờ mình toàn ngục làm gì ý, sau một Covid mất mấy năm. Phải nói là đã rất lâu rồi mình chưa có chuyến đi nào cả. Thế nên bây giờ mình đang rất là hức, bởi vì chiều nay mình sẽ được bay vào Sài Gòn. Nhưng mà đương nhiên mình không vào Sài Gòn chỉ để mỗi chơi rồi. Thực ra lần này vào Sài Gòn ấy là mình tranh thủ học một môn ở trong campus của Remit ở trong Sài Gòn. Mình cùng với một đám bạn nữa đăng ký để vào học thử ở trong đấy, để xem là Remit ở Sài Gòn thì nó có khác gì ở Hà Nội không. Bởi vì nếu mà mọi người đã biết rồi ấy, thì Remit ở Hà Nội nó chỉ là một cái tòa nhà thôi, còn ở trong Sài Gòn thì nó mới thực sự là một cái trường. Thế nên bọn mình đang rất là hào hức để vào đấy khám phá Remit Sài Gòn, để xem nó có to như trong video mọi người giới thiệu không, và vào đấy khám phá cả Sài Gòn nữa. Có quá nhiều thứ mình chưa làm, rồi cả gặp bạn bè mình ở trong Sài Gòn nữa. Mình có rất nhiều bạn học cùng mình đại học, xong bây giờ sinh sống và làm việc ở Sài Gòn đã rất lâu rồi chưa gặp. Nói chung là chuyến này đi chắc là sẽ vui đấy. Ok, chuyên mục đồng đồ đến đây là kết thúc. Bây giờ việc tiếp theo mình sẽ làm đấy là ngồi chờ đến 2 giờ chiều bạn mình đến đón, thì bọn mình sẽ lên sân bay và đến Sài Gòn thôi. Bây giờ mới 10 giờ sáng mà, có nhiều thời gian lắm. Bạn mình đang chuẩn bị đến đón rồi, bây giờ mình đang ra đầu ngõ để chờ xe. Thời tiết Hà Nội nắng mưa thất thường vãi. Nễ mưa ào, xong giờ lại nắng. Xong kiểu gì tí lại mưa tiếp cho mình xem. Mà nghe nói thế bảo là ở Sài Gòn bây giờ cũng đang mưa bão thất thường lắm. Chả biết nào mà lần, ui nắng thế. Ui, phải mất đến hơn 1 tiếng rưỡi. Mình mới xong hết tất cả các thủ tục từ check in rồi an ninh các kiểu. Lâu vãi chưa, đúng là mùa cao điểm du lịch ấy. Cái power em vừa quay được đấy. Mình là căn khóc. Đấy. Mình là căn khóc. Ui, gương to thế, thích thế. Nào cho phòng ngủ đi các bác. Bếp bùng cả máy giặt các thứ luôn này. Máy giặt các thứ đủ hết luôn à? Máy giặt máy sấy luôn đấy. Được đấy. Kiểu lạ lắm, mở từ cánh cửa luôn luôn. Kiểu nhà quên tiền. Thế là đây thằng à thôi nha, mày bán đầu tiên ra phòng bé nhất trước đi. Có nghĩa là thắng phòng bé nhất. Thắng phòng bé nhất đó. Thua nó không phòng bé nhất. Thua luật do mình ra thôi, cứ tỏ phòng theo nhau. Bây giờ bọn mình ở đây có 3 phòng ngủ, một phòng lớn này. Một phòng vừa. Một phòng bé. Và mình có 3 anh em. Thế nên bây giờ chỉ biết chia phòng ngủ nào. Bây giờ bọn mình sẽ quyết định là 1-2-3 để quyết định. Để xem ai được ở phòng VIP nhất. Phòng to, phòng master. Phòng master rồi lại. Nào, anh em mình ra ngoài kia 1-2-3 nào. Thôi, movie 2 không đánh được. Rồi, bây giờ thế nào đã? Thế có nghĩa bây giờ đứa nào loại trước thì là phòng nhất là phòng to nhất sò đấy. Nhì 3, nhất nhì 3 luôn. 1-2-3. Thầy phòng nhất còn gì nữa? Thầy phòng to nhất. 1, 2, 3. Đéo gì? Thôi phòng bé được. Không bằng.
Mình lụa mọi người đi có mệt không thầy? Vui lắm, mọi người không mệt. Thảo Mai thật. Anh Phong ơi, tối nay mình ăn gì đấy? I'm good. Đây là lần đầu tiên em ăn cơm tấm ấy. Lần đầu tiên trong đời luôn. Em đã bao giờ ăn cơm tấm đâu chưa? Lần đầu tiên. Không biết cơm tấm nó khác gì mà mọi người kiểu đồn thổi. Lần đầu tiên anh đúng như kiểu người chân trời ấy. Anh kiểu lúc nào bảo em là kiểu ở Việt Nam này thôi, cứ anh ở Hà Nội dẫn bạn đi ăn cơm thôi, bỏ tay rồi. Đủ mẻ ngon các bạn ơi. Quá ngon quá. Đây là có những gì đây? Đây cái này gọi là sườn. Sườn gì nhỉ? Sườn nướng. Sườn nướng. Thế cái con thảo khác gì anh? Cái này là sườn non. Sườn đó là sườn tảng, sườn tảng á. Đây là bì này, đây là chả đúng không? Ừ. Có cả rau đây luôn. Uầy, ngon quá. Có quay không anh? Cầm cái quay ngược bản thuộc nhau. Tỉnh hết. Không cần đâu. Đấm cụ quay rồi. Quay. Đúng là ăn sống lại nhá. Thôi thôi, hai dĩa còn rồi. Chánh nhãn này cũng ngon cơ. Đỉnh vãi luôn. Mình vừa mới về phòng xong, tắm rửa rồi thay đồ các thứ cho nó thoải mái, đi cả một ngày rồi. Lúc đấy đi ăn tối ấy, lần đầu tiên trong đời mình đi ăn cơm tấm. Và được anh Phong dẫn đi ăn cái quán gọi là cơm tấm Tài. Ui, ngon dã ma luôn. Chưa bao giờ mình ăn sườn nướng mà nó lại ngon đến thế. Mà nó không bị cháy đâu nhá. Ăn rất là kiểu ăn mãi được ấy, ăn ngon mãi. Mà cơm tấm cái hạt cơm rất là lạ, nó kiểu như nào, không tả được, không biết được. Nói chung là rất khác cơm bình thường mình ăn ở nhà. Xong rồi ở đây có cái món rau muống, nhưng mà không phải luộc, không phải xào, mà nó là rau muống muối chua ăn kèm nữa. Nói chung là tất cả mọi thứ ăn đều rất là lạ mồm luôn, nhưng mà ngon cực kỳ. Ăn xong cảm thấy như là được sống lại ấy. Mà ui cái vị, không biết còn quán nào ngon hơn không nhỉ? Nếu mà các bạn biết quán cơm tấm nào mà ngon hơn thế nữa ấy, hãy comment cho mình ở dưới nhá. Có khi ngày mai mình lại đi ăn cơm tấm tiếp. Cơm tấm đúng là đặc sản Sài Gòn, bảo sao ai vào đây cũng mê cái món này. Bây giờ mình mới hiểu tại sao, quá ngon luôn. Ăn xong thì bọn mình cũng tranh thủ đi cà phê được một lúc, xong rồi quay về phòng nghỉ luôn, tại vì ngày mai còn phải đi học nữa mà. Nói chung là ngày mai sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem Remit ở Sài Gòn nó có cái gì nhé. Rồi tranh thủ buổi chiều có thể là về đi học sớm ấy. 4 giờ là mình tan học rồi, thì mình sẽ vào quận trung tâm, quận 1, quận 3 xem Sài Gòn nó có gì hay ho không. Bây giờ đi nghỉ thôi nha, mai chúng ta sẽ đi tiếp. Uầy, trời nhiều sương vãi. Thời tiết quan ngại vãi, mong là sẽ không mưa quá to. Việc đầu tiên trong ngày hôm nay mình sẽ làm đó chính là đi tập đã. Mình sẽ không đi thang bộ mà đi thang máy à? Đúng kiểu khách du lịch vãi.
lúc này bọn mình được phát một cái voucher để buổi trưa đi ăn. Ở trên này có 4 cái quán này bọn mình sẽ được ăn với trị giá là 60.000. Đây, 4 cái quán ở đây thì phải. Ok, là trưa nay mình đã quyết định ăn đây gọi là burrito, một món Mexico. Thảo có ăn burrito này. Còn Hưng thì đang ăn curry bò. Mỗi người một món luôn. Trưa nay anh ăn gì ấy? Good. Chưa nào ở remaining one good đấy. Bảo anh khổ. Nào, biết không món đấy anh ơi. Anh khổ. Anh lấy voucher 60.000 ra để ăn món đấy à? Đúng. Em nhìn thấy vàng không? Rồi, các bạn biết khởi nghiệp bằng gì chưa? Bà một đấy cho anh không? Effectiveness. Trẻ cái start này là tìm ở trong cả Việt Nam cả global ạ. Anh nghĩ là ủng hộ Việt Nam nhiều hơn. Muốn Việt Nam châu Á nhiều. Nhưng mà vẫn là global. Nhưng mà cái phần 1 vẫn cần phải nhiều global. Tại nó là từ situational ấy. Kế hoạch bắt đầu của mình là đi học, sau đó vào quận 1, quận 3, mấy cái quận trung tâm ở trong Sài Gòn để đi chơi với cả thăm thú một tí. Có thể là lượn qua mấy cái local brand ấy. Nhưng mà học xong một ngày thì bọn mình nhận ra là có quá nhiều bài tập và ngày mai còn phải thuyết trình nữa. Thế nên là bọn mình lại về chỗ ở luôn. Chắc là bọn mình sẽ cố gắng outline trước cái bài tập ngày mai, xong rồi tranh thủ đi ăn. Sáng dậy đi tập ở đây là mình cảm thấy nhớ hồi đi học đại học vãi. Cũng y hệt như thế này, mình cũng dậy sớm, đến trường xong rồi ký giấy các thứ. Họ sẽ đưa cho mình một cái chìa khóa để cất đồ vào trong locker, có phòng locker riêng. Ở ngoài thì sẽ có quầy bảo vệ riêng để trông những cái đồ giá trị như là điện thoại, máy ảnh, máy tính, rồi ví ấy, thì mình sẽ phải ký và để ở ngoài. Sau đó thì người ta sẽ đưa cho mình một cái móc chìa khóa khác để gọi là đánh dấu. Và trong đấy thì mình chỉ cầm theo khăn tắm rồi khăn lau mồ hôi và đi người không vào bên trong thôi, rất là nhẹ nhàng. Tủ đồ chỉ để kiểu đúng kiểu thay quần áo và những đồ không giá trị đấy. Ngay ở ngoài thôi đã rất là rộng rồi, có hẳn một khu riêng, có thảm rồi có tạ tay bé bé các thứ để mọi người có thể khởi động này, tập yoga hay stretching. Rồi đi vào trong ấy thì có hẳn một cái sân vận động, một cái sân bóng rổ bên phải rất là to, giống như là hồi mình đi học ở đại học ấy, phòng tập với sân bóng rổ, cái sân vận động trong nhà khá là to ở cạnh nhau. Rồi sâu vào trong nữa là đến chỗ thay quần áo, thay đồ các thứ. Review chung phòng tập ở đây thì mình thấy phòng tập nó cũng khá là đủ diện tích, đồ đạc đầy đủ luôn, máy mới và sạch sẽ, được bảo quản rất là tốt, toàn đồ brand luôn nha, đồ techno gym, có đủ từ máy chạy này, xe đạp này, tạ đơn, tạ bánh, tạ đĩa và các thể loại máy kéo dây nữa, rất là ổn áp. Nhưng mà mình phát hiện ra tạ ở đây nhé, chỉ đến 36 cân thôi, thế nên bạn nào tập mà khỏe ấy, thì sẽ thấy hơi thiếu tạ một chút. Còn ngày xưa mình học đại học bên kia thì tạ đơn nó lên tận 50 cân luôn, các bạn tha hồ tập. Nhưng mà 36 cân là được rồi, cũng tương đối nặng rồi. Sau rồi mình để ý là không có cả xà kép với cả dây đeo tạ vào người nữa, thế nên nếu các bạn muốn tập calisthenics nặng ở đấy thì sẽ gặp hơi khó khăn một chút. Với cả cái thanh xà, mặc dù có xà đơn nhưng mà nó không phải cái thanh liền dài ngang đâu, mà gọi là cái thanh hai tay nắm hai bên ở trên cao của các cái máy ấy. Thế nên tập cái thanh đấy thì cũng không thích cho lắm. Nói chung tập được nhưng mà không thích cho lắm. Với những người mà thích tập calisthenics hay street workout giống như mình, có một số điểm trừ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà chắc là tại vì mình kiểu yêu cầu cao ấy. Nhưng mà thực ra với phòng gym bình thường như vậy là được rồi. Như là phòng gym cho học sinh ở trong trường như thế quá ok rồi. Mình nghĩ là có khi nó còn khá hơn cả cái phòng tập của mình ngày xưa hồi bên Nhật. Và phòng thì đẹp, quá đẹp luôn. View rộng, đẹp, có hẳn một cái tường kính, nhìn ra thảm cỏ, xong nắng chiếu vào lung linh cả phòng tập luôn. Tập ở đây nói chung là rất là sướng, lại còn sạch sẽ nữa, cực kỳ sạch sẽ. Đấy là một cái điểm cộng lớn ấy, phòng tập mà không sạch tập rất là sợ, còn ở đây tập sạch, sạch kinh khủng luôn. Mình nghĩ là nó sạch hơn rất nhiều những cái phòng tập thương mại bình thường các bạn tập ở ngoài ấy. Xong điều hòa thì mát lạnh luôn, tới cái cỡ mà mồ hôi chưa kịp chảy ra đã khô rồi ấy. Nếu mà để chấm điểm thì mình sẽ chấm cái phòng tập này đâu đấy khoảng 7.5 đến 8 điểm trên 10. Phòng tập rất là ok mà mình đánh giá cao luôn đấy. Nói chung phòng tập của một trường đại học như thế này là đã quá ok rồi ấy. Nếu mà mình học ở trong RBIT Sài Gòn thì chắc chắn mình sẽ tập luôn ở trong trường, khỏi phải đi đâu ra ngoài, quá đủ rồi. Sau một cái thì mình cũng vừa đủ thời gian để tắm rửa rồi thay đồ đi học luôn. Thực sự là rất giống hồi mình học đại học, cái nếp sống của mình cũng y hệt như thế này. Cũng na ná ở Hà Nội nhỉ? Cũng có cà phê, trà với cả nước lọc. Nhưng mà cà phê đen ở đây thì cho sẵn đường. À, có cả nước hoa quả. Cái này thì không có ở Hà Nội. Là 60. Vâng, chị cứ cho em cái đấy đi. Bây giờ mình có cái vé này. Xong rồi gọi đồ ở đây sẽ được này. Hôm nay là buổi học 2 của mình ở Remit Sài Gòn. Hai la chẳng gì ngoài bữa trưa. Nên là lớp đầu. Phòng học mình có mọi người ạ.
Hôm nay giờ chỉ còn à. Thế nào có đứa bảo là ăn ngon thế. Ăn ngon chứ, mọi người ăn ngon mà. Sơn Mùng Rổ nè. Khu biên trường siêu đẹp. Bữa cơm đầu tiên ăn ở Sài Gòn tự nấu ấy. Nè, cúng đi các bác. Cúng cúng. Nãy ăn quả mì xào giòn bò to vãi chưởng. Sao to nhở? Trông nhiều vãi. Cái phòng lên. Sẽ trước được làm ở. Em Phong chưa có phải làm ở Subway không? Không, em làm Bình Hoa nha. Bình Hoa. Thế bảo cái ly trà sữa này đang rất là hot này. Bao nhiêu người săn đón luôn của Vietnam Airlines. Không biết uống vị nào nhỉ? Vị đậm đà. Cảm giác có nhiều nhiều trà hết. Uống như cốc trà luôn. Uầy. Chân trâu cũng được. Ngon luôn. Cái hạt chân trâu trắng. Bê. Chân trâu trắng 50k một ly. Nó bất cứ một phép thì em không biết là ngon thế đâu. Kiểu vị nó đậm mà nó không bị ngọt quá đúng không? Ngon. Rất thanh về cả mát. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Mình vừa bước chân vào nhà xong. Bây giờ là khoảng 11 giờ rồi. Mình bay từ 7 giờ. Đấy là trên vé thôi. Nhưng mà cuối cùng bị delay mất 40 phút. Thành ra 7 giờ 40 mới bắt đầu trên máy bay và bắt đầu bay. Về đến Hà Nội thì cũng mọi người ngủ hết rồi. Giờ thì chắc là mới được nghỉ một chút. 4 ngày vừa rồi đi học đúng kiểu như là mọi thứ ập qua như một cơn bão ấy. Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Ngày nào cũng đi học, thuyết trình, xong lại về nhà làm bài tập chuẩn bị để ngày hôm sau lại thuyết trình tiếp. Học 4 ngày mà 3 buổi thuyết trình liên tiếp luôn. Thế là ngày nào cũng học rồi về làm bài tập, học rồi về làm bài tập. 4 ngày đi học đúng kiểu tổng gian ngủ của mình chắc được khoảng 8 tiếng. Mỗi ngày ngủ có 2-3 tiếng. Cứ tưởng là được đi chơi nhiều ấy. Xong cuối cùng cũng chả thăm thú được Sài Gòn là mấy. Chỉ loanh quanh ở quận 7 đi học rồi gọi đồ về ăn. Hoặc là đi ăn loanh quanh gần đấy thôi. Cuối cùng cái kế hoạch làm cái video này của mình cũng tùng lum mới cả lên, loạn xạ hết luôn, nó không theo kế hoạch ban đầu nữa. Thế nên bây giờ dựng cái video này lên mình cũng không biết nó sẽ có ra cái gì không. Bạn mình bảo chuyến đi này đúng là kiểu financially này, physically và mentally exhausted, kiểu kiệt quệ hết cả trí lực, thể lực và ví tiền luôn. Chuyến đi vừa rồi đúng kiểu siêu mệt luôn, ngày nào cũng hustle. Nhưng mà đổi lại thì mình nghĩ bọn mình đã có rất là nhiều trải nghiệm và những kỷ niệm rất là đẹp. Sau này mà kể lại thì chắc chắn là sẽ rất là thú vị. Tự nhiên lại được ở 3-4 ngày liền với bạn học, mỗi thằng một phòng như kiểu roommate ngày xưa đi du học ấy. Xong rồi được đi học, được đến lớp, được ngồi nghe giảng, được vào giảng đường, đi học như một học sinh luôn. Xong đến giờ thì ra căng tin ăn, rồi lại về nhà học và làm bài tập. Đúng là những cái trải nghiệm mà mình nghĩ là ở tuổi mình khó có những người có được trải nghiệm như vậy. Rất khó, đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Mọi người đừng quên mini game trong mỗi video mới của chúng ta nhé. Và đừng quên cả like và subscribe nữa. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye.